Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Serapis. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe MTB mà có cả gác ba ga đằng sau. Xe này là xe California 230cc. Xe này thì được trang bị gác ba ga rất tiện lợi cho những người nào mà đi chợ hoặc là học sinh hoặc là đi làm đều được. Khung xe được làm từ nhôm rất là nhẹ. Bộ chuyển động của chiếc xe này, bộ chuyển động tay đề trước và tay đề sau đều làm bằng Shimano. Thiết kế của chiếc xe này là bây giờ Việt Nam nó có 3 màu. Màu đen đỏ và đen xanh dương, đen cà phê. Chiếc xe này là bánh vành xe được làm từ hợp kim nhôm hai lớp. Lốp xe là lốp 26 nhân 21 2.1,25, phù hợp cho các bạn từ chiều cao 1m55 đến 1m75. Càng xe này là phọc nhún. Bàn đạp chiếc xe này được làm bằng nhựa đúc, bên trong là làm bằng thép. Sử dụng xe này được sử dụng bộ chuyển động trước là bằng Shimano Tuley TZ. Bộ chuyển động sau là bằng cũng là bằng Shimano Tuley TZ. Xích lip. Đùi đĩa 3 đĩa. Lip 7 lip. Sử dụng bộ phanh đĩa cơ trước và sau. Trên đây là một số đánh giá nhanh về chiếc xe California 230cc. Nếu các bạn có muốn mua chiếc xe này thì có thể liên hệ đến shop của mình hoặc là số hotline 0964005166 hoặc 0936307317. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong các video tiếp theo.